phổ cầm, đám mưa lạnh rơi khắp thế gian. Với nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh Tăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng biết đến thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo Nam mô Sa Di Đà. Kính lễ Sư Đức, kính chào các vị. Nghe rõ ha? Sorry nhưng bận công việc về không kịp ha, để xếp. Trước khi vào học chúng ta cùng nhau lãnh lời bằng đạo tốt tắc. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatipanno Bhagavato Savakkasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhamma Tulaṃ Sasattamma Namuttamma Abhivādayata Sissaṃ Abhidhamma Tissaṃ. Con đang bắt đầu thành kính làm lễ Đức Phật và đó ngài là bậc cao thanh cao thượng và chánh tri do ngài tinh ngộ không thể lý giải một thời gian. Nãy giờ đọc cái đầu ha, giờ đọc tiếp không quý vị? Đọc tiếp không hay sao đây? Chờ đọc tiếp chút đi, đọc tiếp vậy còn sớm mà. Đọc tiếp nha. Xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào thầy. Và kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc lại đoạn 2. Ba quy sát tình ri già ni chắc khuôn ri văn sô tin ri văn ga nên ri văn chi quyền ri văn ca yên ri văn ít thiên ri văn bố ri xin ri văn chi quy tin ri văn ma nên ri văn số khiên ri văn đúc khiên ri văn sô ma nát xin ri văn đô ma nát xin ri văn ô bát khiên ri văn sát thiên ri văn quy ri diên ri văn sát tên ri văn sa ma thiên ri văn bành nhìn ri văn a nan nhà tát sa mi tin ri văn anh nhìn ri văn anh nhà ta quyền ri văn có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là một nhãn căn, hai dĩ căn, ba tỷ căn, bốn kiệt căn, năm thân căn, sáu nữ căn, bảy nam căn, tám mạng căn, chín tâm căn, mười lạc căn, mười một khổ căn, mười hai hỷ căn, mười ba ưu căn, mười bốn xả căn, mười lăm tính
căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 vị tri căn, 12 22 của tri căn. Dạ, con xin đọc tiếp. Na wa ba la ni sat tha ba lăng vi ri ya ba lăng sati ba lăng samathi ba lăng bành nhà ba lăng hỷ ri ba lăng ot tập ba ba lăng a hi ri ca ba lăng anot tập ba ba lăng có chính lực là một tính lực, hai tấn lực, ba niệm lực, bốn định lực, năm tuệ lực, sáu tàm lực, bảy quý lực, tám vô tàm lực, chín vô quý lực. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Dạ, con kính mời dì kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Trung Nguyễn, cảm ơn chị Nga Ta cho biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 3. Chất tà rồ á thi bát tí, trần đà thi bát tí, quý ri già thi bát tí, chít tà thi bát tí, quý mằng xà thi bát tí. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chất tà rồ à hà ra, ca ba li cà rồ à hà rồ, phát sổ nu ti dồ, ma nồ sành chề ta nà ta ti dồ, quỳnh nhà nàng cha tút thằng. Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. In ri ye su panet tha so ta pat ti mak gan nhà nằng an hành nhà ta sa mi tin ri yang arahat ta pha la nhà nằng anh nhà ta quyền ri rằng mắt chề cha nhà nà ni ảnh nhìn ri già nì ti ba vúc cha tí chỉ quy tình ri dành cha rù bà rù ba qua sề na đu quy thằng hồ tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đào hoàng đạo tuệ, vị tri đương tri căn, tức dự lưu đạo trí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Cụ tri căn, tức A-la-hán quả trí, trong các căn ở giữa, dĩ tri căn, tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy, cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài lần nữa. Đoạn 4. Văn chá quỳnh nhà nê xú, chá nằn gà ní á quý rí dê xú, bá là ní á hê tú kê xú, mắc gà ní
Na la phát tí, tát thà vi chí kích chà chí tê, ê kát kát tà. Mắc kinh rí giá bá, la bà hoàng, na kát chá tí, tùy hề tú cá, tí hề tú cá chá quá nê, chá quê nê, quê quá, giá thà xăm phá hoàng, á tí bá tí, ê kát quá la phát tí. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các tâm, trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong ghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong tăng lượng, tăng thượng, dục cần, tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Chắc hề tú bành chắc cha nan ga mắc gan ga na wa wat thu tu so so las in ri ya tham ma cha pa cha pa la tham ma na wa na we ri ta chắc ta ro thi pa ti ut ta ta tha ha ra ti sat ta tha ku sa la ti ti sa ma kin no ut tu mis sa ka sang ga ho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cũng thế ấy, có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ thưa con, đã đọc xong, con kính mời xích Pháp Môn Lầu Cai đọc tiếp ạ. Con kính tri ân quý sư quý bảo, quý cô tư nữ và đạo tràng. Dạ, sao kính chị Thế Na. Con kính đảnh lễ bằng ngôi tâm bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, cùng toàn thể chư tôn Đức Tăng, quý cô tư nữ nhận diện trong Zoom. Con kính chào thầy kinh ạ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Mất Ta, cô Hồng Nhung cho biết tín hiệu. Sư Châu Nguyễn ạ, đã con xin được đọc bài ạ. Nissaka Sangaho, pháp yếu, những hỗn hợp pháp đoạn 1. Nissaka Sangahe cha hề tu lopo do so moho alopo adoso amoho. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Sattacca nang gani vitakho vicaro piti so naman sang ekagata do manas sang upekha. Có 7 chi thiền: 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Đoà sát, đoà đa sa mắc găng gà ni sầm mà đích thi sầm mà sẵn cắp bộ sầm mà hoa cha samma kammano samma jivo samma vayamo samma sati samma samadhi miccha ditthi miccha sankappo miccha vayamo miccha samadhi. Có 12 chi đạo: 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con xin phép được xin mời một vị khác ạ. Dạ, cho thứ. Dạ, con kính mình lễ văn hóa tầm bảo, con kính lễ sư Trí Đức,
Kính chào thầy Kim, kính chào toàn thể lớp. Và con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã viết, Châu Nguyễn Pinetta viết âm thanh tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc đoạn 2. Ba ri sát tin trí già ní chắc khuôn trí dần sô tin trí dần khà nhìn trí dần trí dần trí dần cà dìn trí dần ít tin trí dần vô ý xin trí dần chi ví tin trí dần má nhìn trí dần xuất hiện trí dần lúc hiện trí dần sô má nát xin trí dần đồ má nát xin trí dần ô bách hiện trí dần sắp hiện trí dần nghĩa ri dìn trí dần sắp tin trí dần sa ma tin trí dần tình nhìn trí dần an nành nhà tát xà mi tin trí dần anh nhìn trí dần anh nhà tà nguyên trí dần có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn 2 nhĩ căn 3 tỷ căn 4 thiệt căn 5 thân căn 6 nữ căn 7 nam căn 8 mạng căn 9 tâm căn 10 lạc căn 11 khổ căn 12 nhĩ căn 13 u căn 14 xả căn 15 tính căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị trí đương tri căn, 21 dĩ tri căn, 22 cụ tri căn. Na quá bá là ní, sát thà bá lằng, ví tí giá bá lằng, sát tí bá lằng, sa mà tí bá lằng, tành nhà bá lằng, ví tí bá lằng, ốt tắp bá, bá lằng. Ahirika ba lần, Anottapa ba lần. Có 9 lực là 1 tính lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ con đã đọc xong. Cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng. Con xin kính đánh lễ Sư Chí Đức. Con xin kính đánh lễ cô Sư Cô Như Pháp. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào cả lớp. Dạ, con xin phép đọc bài ạ. Dạ. Đoạn 3. Chataro Atipati Chanda Thipati Virya Thipati Chitta thi ba thi, vi măng sa thi ba thi. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm. Chataro ahara, kapalikaro aharo, faso dutiyo, mano sang chetana, chetana, tana, tatiyo, Vinyanam chattu thần. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Inri Yesu Banetha Sotapati Magana Nyanam Anyanyatasami Tinviyam Arahat Arahatapala Nyanam Anyata Vinviyam Majecha Nyana Ni Enyi Vijaniti Bavu Chanti Chi Vi Tinviyam Cha Rupa Rupa Vasena Đù vi tầng hồ tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ. Có nghĩa là tu đào quần, đạo tuệ.
vị chi đương chi căn, tức giữ lưu đạo chí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Cụ chi căn tức là A-la-hán quả chí. Trong các căn ở giữa, ý chi căn tức là sáu chí. Mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con xin cảm ơn thầy Kinh là. Và con xin cảm ơn Châu Nguyễn đã bố bài. Và con xin mời người kế tiếp. Con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Nhân Pháp. Dạ, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Meta, cô Hồng Nhung đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 4. Bành cha huỳnh nhà nề xú trà nàn gà ní á quý rí dề xú bá là ní á hệ tú kề xú mắt gàn gà ní ná lá phàn tí tá thả quý chí kích trà chít tề ê cát gát tà mắt ghiền rí giá bá lá phà hoàng nó gắt trá tí đủy hề tú cá tí hề tú cá trá quá nề xuề quá giá thà sầm phà hoàng á thí bá tí ê cổ quá lá phá tí. Các thiện chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm cũng vậy. Trong nghĩ tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi hay căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hệ tu bành cha trà nàn gà mắt gàn gà ná quá quát thú tù sổ lá xìn trí giá thầm mà cha bá lá thầm mà ná quê rí tà cha tà rồ thí bá tí quốc tà ta thà hà rà tí sá ta thà cú sá là đi sá mà kinh nô quốc tù mít sá ká sá gá hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiền và bất thiện. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, thưa thầy. Mọi người trong room là đã đọc xong hết rồi. Con kính thỉnh thầy cho lớp học bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính nhân mít đến thầy ạ. Sa thú, sa thú. Sa thú, sa thú. Thầy, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Thú. Nãy giờ nghe quý vị nói sư cô như pháp gì đó là ai vậy ta? Là dòng quảng thế tên. Cô Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh đâu thấy đâu? Đâu thấy đâu? Đâu thấy Nhật Quỳnh đâu? Ồ, Hồng Nhất hả? À, Hồng Nhất là sư cô Nhật Quỳnh đó hả? À, vậy thì cung thỉnh sư cô lên nói vài tiếng cho bà con người ta quan hỷ coi như. Nói rồi, xuất gia làm sư cô trốn luôn tới giờ luôn, từ bỏ hội chúng ha. Mời sư cô Hồng Nhật lên có đôi lời với người ta coi. Rồi, mời sư cô Hồng Nhật nha, lên lẹ nha. À, em ru không trả trả lời nó giống nha, trốn luôn ha, cái này trốn luôn là ẩn danh luôn ha, lên núi luyện củ âm chân kinh. À,
cái lễ sư tử Đức có vào luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào phần thứ nhất là câu hỏi đố vui. Đố vui có thưởng, bây giờ có thưởng, biết thưởng gì đây không? Gì đây? MC chuẩn bị chưa? Tôi thư ký chuẩn bị chưa? 10 điểm, lấy 10 điểm. Câu số 1. Khi hôn trầm thủy miên sanh khởi. Khi hôn trầm thủy miên sanh khởi. Sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi. Sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi. Vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng? Vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng? Rồi ok, gom lại câu cho nó rõ ràng ha. Câu thứ nhất ha, dễ ạt ha, nên lấy 10 điểm easy luôn ha. Khi không nằm thì nguyên sanh khởi thì khiến chúng sanh buồn ngủ giá dữ, vậy khi không có hôn thủy thì không có ngủ phải chăng? Rồi đây có ai đây? Cho suy nghĩ chút xíu ha, cho quý vị suy nghĩ chút xíu. Trong khi chờ đợi nó kêu coi tên nào đẹp nhất nha, kêu lên tên nào. Rồi Pháp Nguồn Lào Cai, thấy tên đẹp quá mày cười đi nhé. Mời mời Pháp Nguồn Lào Cai lên. Con xin kính chào thầy kinh. Dạ con cảm ơn cô Meta. Con xin được thử trả lời nhưng mà chắc là chưa chuẩn bởi vì con chưa chưa được nghĩ kỹ lắm. Nhưng mà khi hôn trầm thủy miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dã dượi, vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng? Đã, câu này không có đúng thưa thầy, bởi vì là khi hôn trầm thủy miên thì lúc đó là chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dã dượi là đúng, nhưng mà không có hôn trầm thủy miên thì chúng sanh thì cũng vẫn phải ngủ, bởi vì là khi làm thì cơ thể nó cái ngủ đó là một cái nhu cầu thiết yếu và nó là sự tự động. Khi mà đến tối thì đi làm cả ngày thì tối là phải ngủ, mà cơ thể lúc đó làm thì cũng phải có sự nghỉ ngơi, cho nên là con nghĩ là khi không có hôn thụy thì chúng sanh thì vẫn phải ngủ, chứ nói câu vế thứ hai con thấy không có đúng á. Con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Rồi xong rồi, mời thêm gì khác tiếp rồi ngồi yên đó. Mời lấy ai đây? Mời cô Meta, cô Meta lấy 10 điểm của cô Meta. Rồi cô Meta nha. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đọc lại câu số 1. Khi hôn trầm thủy miên sanh khởi, sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi. Vậy khi không có hôn thủy, thì không ngủ phải chăng?
Dạ. Đau mắt rồi nữa. Dạ. Thưa Thầy, con xin trả lời là khi hôn trầm thủy miên sanh khởi khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dạ dười thì đúng rồi. Và khi mà cái hôn trầm thủy miên mà nó sanh khởi thì chúng ta ai cũng buồn ngủ dạ dười. Dạ, cái phần này thì đúng. Rồi phần thứ hai là vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng? Dạ, cũng đúng luôn nữa thầy. Nghĩa là theo con là khi mà không có cái truyền cái này đó, hôn thủy mà nó khởi lên đó, thì chúng ta không có bị buồn ngủ, không có bị dạ dưỡi. Và con chỉ có cái ý như vậy đó thầy. Nghĩa là không có hôn trầm thủy miên sanh lên thì chúng ta đâu có buồn ngủ, đâu có dạ dưỡi đâu. Dạ, con xin trả lời như vậy, không biết có đúng hay không. À, xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Đúng hay, đúng hay, cô ta cũng trí tuệ, sao thúng, nhưng mà chưa đúng hoàn toàn ha. Ngoài thêm, ngoài này là còn ai này? Hồng Mai, mời cô Hồng Mai 2020. Cô Hồng Mai sinh năm 2020. Rồi, xin mời. Dạ, con kính lên lễ ba con Tam Bảo. Con kính lên lễ sư trí đức, kính lễ cô tu nữ Như, kính lễ sư trợ đức, kính lễ quý chư tăng, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng, kính chào thầy Kinh. Dạ, con xin đặt câu hỏi. Khi hôn trầm thủy miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ dạ dười, vậy khi không có hôn trầm thủy miên thì không ngủ phải chăng? Dạ, khi có hôn trầm thủy miên là các truyền cái thì chúng ta buồn ngủ là đúng, nhưng mà cũng khi mà không có hôn trầm, không có hôn thủy thì vẫn ngủ bằng tâm hộ kiếp, vì đó là giấc ngủ sinh lý. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, ngồi xuống luôn. Rồi tiếp cái con câu này sao nhỉ? Cũng cần quá mà. Tina Nguyễn đây rồi. Mời Tina. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh, con kính chào đạo tràng. Con xin phép trả lời câu hỏi. Khi hôn trầm thủy miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi, vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng? Dạ, cái hôn trầm á, thì làm cho tâm nó trở nên thụ động, lười nhác. Còn cái thủy miên á, thì làm cho cái tâm nó rơi vào cái trạng thái buồn ngủ. Dạ, thì cái đoạn đầu tiên là khi hôn trầm thủy miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dưỡi thì là đúng. Dạ, còn vậy khi không có hôn thủy thì không ngủ phải chăng? Dạ, cái hôn thủy á, thì nó sẽ là cái chướng ngại của trong sự tu tập của thiền định. Dạ. Nó sẽ làm cho cái thân mình nó bị mệt mỏi, nó làm cho cái thân mình bị mệt mỏi quá độ, hoặc là giống như là cũng buồn ngủ uể oải. Dạ. Nó cũng có thể là
con nghĩ là cũng có thể là khi không có hôn thị thì không ngủ phải chăng? Dạ cũng nó cũng có thể là sắp buồn ngủ chứ không phải là ngủ, thưa thầy. Con biết, con nghĩ là như vậy đó. Cái đầu tiên là đúng rồi, nhưng cái sau thì nó cũng có trạng thái khắp giống như là sắp buồn ngủ chứ không phải nhất thiết là phải ngủ. Dạ con chắc con có sai, xin thầy sửa và bổ túc giùm cho con để hiểu thêm ạ. À. Dạ con xin xuống mic. Bó tay luôn, bó tay đi nào luôn. Cho Nguyễn lên, mời cho Nguyễn. Dạ Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con kính đảnh lễ Sư Ký Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa thầy, con thấy cô máy nói cũng đúng mà thầy. Con chỉ có thêm cái ý như vậy nè thầy, là để con post lại cái câu: khi hôn trầm thụy miên sanh khởi sẽ khiến chúng sanh rơi vào sự buồn ngủ giả dụi. Dạ đúng rồi thầy. Nhưng mà câu thứ hai là: vậy khi không có hôn thụy thì không ngủ phải chăng? Dạ thưa thầy, câu này cũng đúng, nhưng mà như các bậc A-la-hán thì đâu có còn hôn thụy đâu thầy. Nhưng mà khi mà mệt thì cũng ngủ thôi thầy. Thì cái đó tâm nó rơi vào hậu kiếp rồi thầy. Con thấy cô Mai nói cũng đúng mà thầy, đâu có sai đâu mà sao thầy không chịu. Con xin lãnh chứng, con chỉ có chút xíu ý kiến vậy thôi ạ. À. Dạ con kính nhân mít cho thầy. Rồi, xa thú. Phải nói là bậc A-la-hán mới được, chứ không có nói bậc A-la-hán là không có đúng ha. Bậc A-la-hán thì không có hôn thị, nhưng mà khi mà thân mệt thì bậc A-la-hán vẫn ngủ như thường. Ngủ mình rơi vô kiếp liền ha, chứ không phải gọi phải hôn thị mới ngủ. Cho nên phải nói rõ ràng ha, chỉ có bậc A-la-hán mới không có hôn thị. Đúng chưa? Rồi mà cô Mát Ta cũng nói rất là chí lý nha quý vị, không có hôn thị thì không ngủ. Thì cũng đúng vậy, không có hôn thị không ngủ. Không có hôn thị cho ngủ. Rồi, đó là câu số 1 ha, cô Mát Ta cũng được giờ chia đi ha, chia cô Mát Ta 5 điểm. Mà cô ai nữa nè, ai trả được đây. Ai cũng được 5 điểm ha. Rồi hỏi người được lắm, tố hồn. Rồi câu số 2. Thì mỗi người 5 điểm đó, mỗi người cho 5 điểm, đều 5 điểm. Mỗi người 5 điểm được rồi. Chia đều đi ha, chia ra đều. Rồi câu số 2. Câu A đó là câu đầu là ta mở cho mình thấy, ta mở là đâu có đúng như đúng vậy ha. Câu A thấy cô B câu số gì vậy? À, câu số 2 nè, cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàng đẹp. Đeo nhẫn xoàng đẹp. Cảm thấy phấn khởi trong lòng. Cảm thấy phấn khởi trong lòng, nhưng liền chợt nghĩ bỏ một kép. Nhưng liền chợt nghĩ, tôi không có xoàng, không có học xoàng, tôi không có học xoàng, nhưng tôi có vàng, bỏ một kép, tôi không có xoàng nhưng tôi có vàng. Đúng mà kéo lại.
Đừng có vàng. Rồi, ý sanh bực bội với cô B. Rồi, ý sanh bực bội với cô B. Đấy. Đi đến gần cô B, nhìn học xoàng, rồi biểu môi. Đi đến gần cô B, nhìn học xoàng, rồi biểu môi. Đấy. Sau đó, cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình. Sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy. Cảm thấy kỳ cục. Cảm thấy kỳ cục. Rồi, đó là câu chuyện ha, quý vị lên cùng nhau phân tích câu chuyện này có làm sao ha. Mấy bà thấy một tròn, cái bà kia đây một tròn, thấy khoái lắm, nhưng mà nghĩ là mình không có một tròn, nhưng mà mình có vàng ấy. À, yeah. Rồi xanh, phát xanh ý bực, quê này đến nhìn cái một tròn, rồi biểu môi. À, sau đó về nghĩ lại, thấy mình làm kỳ cục quá ha. Vàng đang coi đã. Ok rồi, mời quý vị lên phân tích nha. Yeah. Pháp nguồn Lào Cai phân, mình gợi ý ha pháp nguồn lên phân tích thử ha. Yeah. Thì khi mà mình thấy cái người nào á mà nó có cái gì đó mình cảm thấy như thế nào, và khi mà nghĩ đó thì mình cảm thấy cái sự khó chịu trong mình đó, và khi mà mình làm gì á mình có ưa có cảm thấy mình cảm thấy mình hối hận gì đó, something like that. Thì như vậy đó, gợi ý như vậy đó ha. Pháp nguồn Lào Cai lên phân tích đi ha. Ok, cảm ơn ha, mình xuống ha. Dạ, cảm ơn Huỳnh Chánh Tâm. Dạ, thưa thầy, con thử phân tích có thiếu đâu thì mời cả đại tràng phân tích tiếp. Đã. Cảm ơn cô Meta. Cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàn đẹp. À, cái này là nhãn thức sanh khởi. Cảm thấy phấn khởi trong lòng.
là có sự vui thú ở đó, như là gọi là thọ hỷ đó, sanh khởi đó. Rồi chợt nghĩ tôi không có xoàn nhưng tôi càng, là có nghĩa là cái này là cái tâm ngã mạn sanh khởi đó. Rồi ý sanh bực bội với cô B, là có nghĩa là tâm sân sanh khởi. Khi đến gần cô B, nhìn hột xoàn rồi bĩu môi. Cái này cũng là như kia là thái độ ngã, thái độ dè bĩu chê đấy, gọi là gì nhỉ? Còn cũng không rõ cái này. Sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy và cảm thấy kỳ cục, là cái tâm này là tâm trạo hối. Vâng, trạo hối về cái hành động của mình. Dạ, con xin phân tích ngắn như vậy, còn có mong đạo tràng bổ túc thêm. Dạ, con xin được xin mít ạ. Dạ thưa, con thấy rơm im ắng quá, và dạ, con xin trả lời đại nha thầy. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Dạ con xin phép môn Lào Cai. Dạ cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàng đẹp, cảm thấy phấn khởi trong lòng, nhưng liền chợt nghĩ tôi không có xoàng nhưng tôi có vàng. Rồi ý sanh bực bội với cô B, đi đến gần cô B, nhìn hộp xoàng rồi bĩu môi. Sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy, cảm thấy kỳ cục, phân tích. Dạ thưa thầy, trong này con thấy có cái ý là cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàng đẹp, cảm thấy phấn khởi trong lòng. Cái đó là tâm tham thọ hỷ. Dạ, rồi chợt nghĩ tôi không có xoàng nhưng tôi có vàng. Đó là tâm sân. Ý sanh bực bội với cô B cũng sân luôn. Đi đến gần cô B nhìn hộp xoàn rồi biểu môi. Sau đó cô A về nhà nghĩ lại thái độ của mình. Thì cái phần mà nghĩ về nhà nghĩ lại thái độ của mình hồi nãy, cảm thấy kỳ cục, đó là trạo hối thầy, tâm sở hối. Dạ nói vậy thôi thầy, con thấy đâu còn chắc ăn trứng nhiều quá bị lú. Dạ. Dạ con có sai, con nhờ thầy chỉ dạy giùm cho con. Dạ con mời cô Mai, dạ cô Nhung, dạ lên cứu bộ giùm con. Cô ơi, ăn trứng hoài con sợ rồi.
Cái chuyện vui quá, ai nói im ru rồi, cô mấy ta cũng im ru luôn. Rồi bây giờ cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàng đẹp, thì ấy giờ cô A thấy cô B đeo nhẫn xoàng đẹp là gì? Cảnh sát chưa thôi, chưa khoáng cảnh sát rồi. Nhãn thức sanh khởi, nhãn thức gì? Nhãn thức quả thiện, xa thú, xa thú quả gồ lô ca giỏi quả thiện, sao mà cái trong lòng cảm thấy phấn khởi. Phấn khởi này thì lộ động đóng gì? Tham thọ hỷ, xa thử, xa thử. Thấy phấn khởi là ha, tham thọ hỷ, mà hữu trợ hay vô trợ cái gì? Vô trợ, chính xác ha. Vô trợ, xa thử, xa thử. Rồi trong lòng cái chân, tự nhiên xong cái chân nghĩ lại, tôi không có tròn, nhưng tôi có vàng, tôi đâu có thua gì bà đâu ha. Đó là gì? Ngã mạn, đúng rồi, ngã mạn là thua ý bằng, thua ý hơn. Về ngã mạn chứ không phải sân nha, chưa có sân nha. Rồi mới sanh ý bực bội nè. Bực bội nữa là gì? Bực bội với cô bé nè. Sân, sân gì mới được chứ, sân không đâu được đâu. Sân tật, đúng rồi, chính xác. Sân tật, sân phẫn nộ là sân rồi. Sân tật, sân ganh tị đó. Tức ganh tị thấy có một tròn tức. Sân bực bội, sân tị ha. Được chưa? Rồi đi đến gần, nhìn cái hột tròn, biểu môi, kinh thường, cái dễ. Này nó đẹp đẽ gì đó không? Dễ rồi, sau đó về nhà, đi về nhà cái nghĩ lại thấy quê quá, nãy giờ mình làm thái độ gì kỳ gì cực, kỳ xấu hổ quá, xấu hổ. Giống như Châu Nguyễn đi, thấy người ta đi xe đẹp về, mình nghĩ nãy mình biếu môi nó thấy xấu hổ quá ha. Năm sau câu chuyện chút xíu rồi cho thấy lùm lùm gì bắt thì huống gì ngồi thở hít vô thở ra bao nhiêu pháp sanh khởi quý vị thì không có đơn giản đâu nha. Rồi câu chuyện cho nó thông não chút xíu không. Rồi tùm lum. Rồi câu số 3. Phụ nữ hay bị vậy à? Đúng rồi, thì muốn không làm phụ nữ thì đừng ganh tị nữa. Nam nói quỵ, nam thấy cãi với làm chứ mới. Hỏi chánh tâm người nam có bị không kìa? Chánh tâm có người nào ganh tị với là cái thằng kia nó đi xe xịn rồi mình ganh tị, đeo đồng hồ đẹp mình ganh tị, có không chánh tâm? Không đâu, thu rồi. Có thì bắt khá nhiều nhẹ hơn thôi, nó chỉ cái tần số nhiều khi nó nhẹ. Nó nhẹ, có nhiều người nó thấy nó tâm nhẹ, nhưng mà nhiều người tánh đàn bà, tánh đàn bà nhiều thì cũng hay ganh tị. Thì mình mua xe xịn hơn. Rồi, câu số mấy qua này, câu số mấy, số 2. Thì câu số 3. Câu số 3. Khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh. Khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh. H
hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh, hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh. Gì vậy? Khi tâm sở dục sanh thì tâm dục sanh, đi lặp đi lại vậy. Hay khi không có tham thì tâm dục sanh. Rồi, câu này ai là lấy 10 điểm hay nha. Phải hết sảy đó. Và dừng ai cho MC lên làm quạt náo duyên cho nó ngon lành coi. Xìu xìu hoài chết. Rồi, cô Châu Nguyễn ơi. Rồi, mời. Bây giờ cần người hỗ trợ cho Nguyễn ha. Chánh Tâm đi, Chánh Tâm Nam đi là hỗ trợ, kêu réo rồi mời đồng bào lên ủng hộ, phát huy tinh thần đang nổ rồi. Chánh Tâm lên làm gì đó kêu MC hỗ trợ nữa. Mời mời Chánh Tâm. Dạ, con cảm ơn thầy. Các bạn lên đi, câu này dễ lắm đó. Thật ra nếu mà mình nghe nó, mình nhìn trong cái vi diệu pháp á, trong cái bản chi pháp á, nếu mà thầy hỏi cái câu này, nếu mà mình đọc kỹ đó, khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh, hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cục sanh, nếu mà mình đọc từ từ á ha, tâm sở dục sanh thì tham dục sanh, thì thấy như thế nào trong cái chi pháp? Mà khi không có tham dục sanh á thì tâm sở dục cũng sanh không, thì mình nhìn ra thật ra là nó rất là, nếu mà nhìn kỹ đó thì nó cũng không có gì khó đâu. Pháp Nguồn Lào Cai lên nghĩ gì ha, nếu mà nhìn chi pháp đó, khi tâm tham thì sở hữu tham nó có sanh không, thấy không, nó cũng dễ không, nếu mà nhìn như vậy đó. Mời Pháp Nguồn Lào Cai nha, lên ha, câu này dễ lắm, không có khó đâu. Mời Pháp Nguồn nha, Chánh Tâm xin xuống mic nha. Dạ, câu này để con xin thử trả lời là khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh, hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở cũng sanh, tâm sở dục cũng sanh. Dạ thưa thầy, bởi vì là cái tâm sở dục này thì là nó nằm trong sáu sở hữu biệt cảnh, thì nó sẽ tùy từng trường hợp nó sẽ sanh khởi lên đó, thưa thầy. Thì khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh cũng có, mà khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh, thì cũng đúng ạ. Bởi vì là cái này nó là sở hữu biệt cảnh thì nó sẽ tùy từng trường hợp để mà nó sanh khởi ạ. Đã, con xin được trả lời như vậy ạ. Con xin phép được xuống mic. Đúng không vậy? Đúng không? Alo. Chính Tâm nó đúng, còn ai nữa không? Đúng không? Cô Mấy Ta muốn lên góp ý kiến, mời cô Mấy Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ. Cảm ơn cô Pháp Nguồn, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con chỉ có góp thêm ý kiến với cô Pháp Nguồn như thế này, thưa thầy. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh, hay khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh? Dạ theo con thì con thấy là cái tâm sở dục này đó, nó tùy trường hợp. Thí dụ như là trong cái tham dục đó, thì khi có cái tâm tham dục muốn về sắc thinh hương vị xúc đó, thì cái tâm tham dục, tâm sở
tâm sở tham của tâm sở dục. Trong cái trường hợp này là nó sanh là đương nhiên rồi. Nhưng mà câu thứ hai là khi không có tham dục sanh thì tâm sở dẫn sanh. Nghĩa là đối với các bậc A-la-hán không có còn tham dục nữa, nhưng mà cái tâm sở dục này dẫn sanh là bởi vì các ngài không có còn bất thiện hay là thiện gì nữa hết, nhưng mà các ngài muốn là các ngài luôn luôn là sống trong cái tâm duy tác và muốn độ đời độ người, cho nên cái tâm sở dục này dẫn sanh, mà đó là trường hợp là tác dục. Và còn một trường hợp nữa thầy, đó là trường hợp mà khi ta không có tham dục nhưng mà ta có ý muốn, là ý muốn chân chánh, là ước muốn làm những điều thiện như là bố thí, hành thành tạo phước, giữ giới, tu tập, thì cái tâm pháp dục này nó danh, thưa thầy. Và con xin bổ sung thêm như vậy thôi, không biết có đúng hay không thì xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Và con xin gửi mic trở lại cho thầy. Rồi, chào. Dạ, lấy vế đầu lại ha. Khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh. Đúng hay sai? Khi tâm sở dục sanh thì tham dục sanh. Sao đúng được, ai nói đúng nha. Tâm sở dục sanh chắc tham dục sanh không? Chắc được, chắc đó. Tâm thiện cũng có, tâm di tác cũng có, giống như cô mấy ta nói, mình ra cái câu đầu này nó không có đúng, nó tùy ha. Mình không có thể nói là tâm sở dục sanh thì tâm dục sanh được, cho nên không nói thế. Đúng chưa? Rồi, khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh. Thì mình đúng hay sai? Đó, thì câu thứ hai là đúng, khi không có tham dục sanh thì tâm sở dục cũng sanh. Bởi nó sanh trong những tâm thiện cũng có, tâm di tác cũng có, đạo quả gì cũng có. Thì đó mình cũng đúng ha. Rồi, đó là câu hai đúng, câu đầu thì cũng chưa rõ lắm ha. Nhưng mà coi như là phóng ngừng lò cai cũng giỏi, con mấy ta cũng giỏi, xấu xa thứ ha. Rồi, cho mọi người 10 điểm luôn, ủng hộ tinh thần ha, mọi người 10 điểm. Xa thứ ha. Cô mấy ta ráng lấy giải quán quân hôm nay, con mấy ta mấy nãy lò cai 10 điểm nè, con mấy ta 10 điểm nè. Ủa rồi ai nãy người kia người có 5 điểm thôi không? À, chưa được. Rồi, câu số 4. Một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú. Ok rồi. Một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú. Như vậy, chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định? Đó, chàng trai nhìn cô gái đắm đuối rồi, tập trung tư tưởng hết cỡ đi, thì như vậy là cận định hay đắc định? Đâu pháp nguồn là cài, là nói rồi mà pháp nguồn là cài. Là cái này, một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú, như vậy là chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định? Dạ thưa thầy, cái này thì cũng không phải cận định mà cũng không phải đắc định, mà cái này phải nói là tà định thì đúng hơn.
như là tâm sở nhất hành đi với những cái 12 tâm bất thiện này thì đúng hơn ạ. Đã con xin được trả lời như vậy, là đây cái này gọi là tà định. Bao mời người nó chơi mọi người mời ai này. Câu nào trong đây có câu nào nữa không này? Tina Nguyễn nãy nó mất tiêu rồi ta. Tina Nguyễn là trẻ nhất này, lên trả lời. Tina Nguyễn chào tới cô Châu luôn ha, rồi mọi người nói gắt kìa sao. Rồi mời Tina nha. Tina đã mất tiêu rồi. Thôi mời Châu Nguyễn nè. Châu Nguyễn xong rồi mời cô Mê Ta nè. Rồi xong tới Hồng Mai nè. Cái này liên hệ tới phụ nữ. Mời phụ nữ nhiều lên cho ý kiến nè. Rồi mời Châu Nguyễn trước nha. Dạ thưa thầy, cái này là chàng trai nhìn cô gái chứ đâu phải cô gái nhìn chàng trai đâu thầy. Mà nói cái này con gái nhiều thầy. Phụ nữ đâu. Quỳnh Chánh Tâm này gài quá. Dạ đại con. Dạ câu 4. Một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chăm chú, như vậy chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định? Vậy thưa thầy, cận định hay đắc định gì, cái đó là thuộc tâm thiền. Còn cái chàng trai này nhìn cô gái chăm chú, cái này là si mê thầy ơi. Tâm si, với lại trong này cũng có là để con coi cái này cũng thuộc là tâm bất thiện à thầy ơi, chứ đâu có tâm si định. Cái này không là không có phải cận định hay đắc định thầy. Câu này câu hỏi là sai thầy. Còn chàng trai nhìn cô gái đó là tâm chăm chú, đó là tâm si. Si mê, dạ con con xuống bếp. Dạ mời Quỳnh Chánh Tâm. Alo, Châu nói vậy sao đúng Châu? Nói gì người ta nhìn cô gái thôi, đâu phải là tà đâu. Mình thấy người ta đẹp thì mình nhìn thôi, mình đâu có làm gì đâu, đâu có tà kiến trong đó đâu. Thì thấy giống như tự nhiên Chánh Tâm đi ra thấy cái người đẹp, thì cái đó là mình cái nhãn thức nhìn cái người đẹp. Thì cái tâm mình được cái quả thôi, mình thấy người đẹp thôi. Chứ mình đâu có tà, mình đâu có ý gì trong đó đâu. Mình đẹp thì mình nhìn thôi. Mà sao mà nói là mình si mê không nói, thấy đẹp thôi mà. Mà thôi chết bổ túc vậy thôi ha. Mời cô Meta với cô Hồng Mai lên. Thôi Chánh Tâm xin xuống nha. Dạ, nhưng mà theo con là con nói là có tà định ở trong đấy. Bởi vì sao? Chi pháp cũng có tà định mà. Chứ đâu có phải là, ví dụ trong trong cái bài vừa đọc buổi sáng nay đó, thì cũng có chi pháp của nó, cũng có những cái tâm sở nhất hành này là bảy sở hữu trong sở, bảy sở hữu bên hành này nó đi chung với những cái tâm bất thiện thì gọi là tà định mà. Rõ ràng là con sáng nay con đọc như vậy thì con trả lời như vậy thôi, chứ còn sao mà không có tà định được. Bởi vì là cái anh này anh nhìn chăm chú cái cô này thì cái sự chăm chú đó nó cũng là định mà. Dạ.
Dạ, trong khi chờ đợi thì tại vì thầy kêu nên là con cũng có một cái câu trả lời là trả lời câu số 4 là một chàng trai đang nhìn cô gái với tâm chú như vậy, chàng trai đó đang trong cận định hay đắc định? Thưa thầy, không nên nói thế thì là trong cái định cận định và hay đắc định là ở trong tâm thiền, còn đây là tâm ở ngoài. Và cũng như thầy từng nói là không có cái sắc nào bằng mà thu hút bằng sắc người nữ đối với người nam, bởi vì vậy cho nên khi chàng trai này thấy cô gái thì do tiềm thức mà bắt cảnh sắc nảy lên tâm tham, nhìn cô gái và hút hồn bởi vì cô gái đẹp quá. Thưa thầy, dạ con xin có ý kiến như vậy, dạ xin xuống mic ạ. Sao đó. Chàng trai nhìn cô gái mà nhìn với tâm chăm chú thì cái này là định trong tâm gì quý vị? Định trong tâm gì? Định trong tâm tham, như chỗ Nguyễn với Lâm Si rồi đặt ha, định trong tâm tham mà thuộc về sắc na định ha, sắc na định chứ không phải cận định hay là đắc định vậy đó ha. Đó, như vậy ha. Rồi, đó, cảm ơn mọi người vui cho nên nó vui vui xíu ha. Câu số 5. Câu số 5. Khi tâm sở tư sanh khởi nơi nào? Định trong tâm tham, chứ không phải là không phải cận định hay là đắc định, mà là sát na định. Mỗi sát na có cái tập sở giới thành đó. Khi tâm sở tư sanh khởi nào thì có nghiệp sanh khởi nơi đó, phải chăng? Rồi, câu này cũng dễ ớt ha. Rồi, mời cô bác ta vô lại kìa. Cô bác ta đọc thấy cái câu này chưa? Rồi, giờ ai lên Sư Phong nha. Mời cố vấn MC lên hoặc nói viên chút xíu cho hăng hái ta lên kìa. Nãy cái câu mà thầy nói cái chàng trai nhảy con mắt cười quá à. Trong tâm mình ra mình nhìn mình thấy đẹp mình nhìn thôi, không có tham gì đâu. Trong tâm cái tâm thiện mình thấy Châu Nguyễn này hỏi ai mà nhìn Châu Nguyễn là nói tham không mà chết á. Còn cái câu này con nghĩ cái câu này là để cho chị Nhung trả lời là tốt nhất á. Dạ, tại vì chị Nhung là trong đây là con nghĩ chị Nhung là giỏi về những cái câu hỏi mà khó gì nè, nhất là chị Nhung mà nói về tâm sở tư mà sanh khởi là chị chi pháp của chị Nhung là nắm chắc lắm á. Dạ, vậy em mời chị Nhung nha. Chị Nhung lên nãy em thấy chị khiêm tốn quá à. Chị phải làm cho mấy tụi em sách tấn lên học nhờ của chị nha chị Nhung. Dạ, em mời chị Nhung á. Chị Nhung kêu em vô đây lớp em học mà chị Nhung không lên tham gia thì không có vui tí nào á chị Nhung. Em mời chị Nhung nha chị Nhung. Dạ alo. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy, kính chào các anh chị. Thầy chánh tâm khéo quá. Dạ câu 5, khi tâm sở tư sanh khởi nơi nào thì có nghiệp sanh khởi nơi đó phải chăng? Tâm sở tư thì là một trong bảy tâm sở biến hành, do đó nó sanh trong 121 tâm, nhưng mà tạo nghiệp thì nó chỉ sanh ở trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện và 9 thiện đáo đại thì sẽ tạo nghiệp. Còn đối với 20 tâm thiện siêu thế
thì tâm sở tư không có tạo nghiệp, mà trong đó các pháp đồng sanh. Và lúc này thì tâm sở tư nó hỗ trợ với trí để đoạn trừ phiền não, chứ không có tạo nghiệp. Đã, có nghĩa là trong 20 tâm đạo thì không có tạo nghiệp ạ. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Ơi, xà thứ ha. Chính xác vậy ha. Câu trả lời rất là gọn gàng ha. 10 điểm ha. Cô Nhung dành 10 điểm của Pháp Nguồn Lào Cai này. Mỗi người 10 điểm đều nãy giờ ha. À, câu số 6. Pháp Nguồn 15 nữa hả? Pháp Nguồn 15 điểm hả? Chà, câu Meta cũng 15 ha. Meta cũng 15 luôn. Giờ là Marathon ha. Đấu nha, ai được nhiều điểm nhất nha. Khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp. Khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp. Khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp. Thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng? Rồi, con này con biết ta đó rồi. Rồi ta vô nghe chưa? Lấy 10 điểm rồi của ta vì hay là Pháp Luân Lào Cai tranh giải quán quân rồi đây. Hồng Mai nữa. Rồi mời quý vị nha. Dạ thưa thầy, con xin được trả lời câu hỏi này ạ. Khi thân tạo ác nghiệp hoặc thiện nghiệp thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng? Đã, cái câu này không có đúng ạ. Bởi vì là khi mà những cái hành động của thân này thì đều là do tâm tâm ý dẫn đầu. Như là tâm sở tư đi với những cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ tạo những cái nghiệp bất thiện như là phi phúc hành đó, thưa thầy. Còn nếu mà tâm sở tư này mà đi với những cái tâm thiện thì gọi là phúc hành, thì còn thì cũng đều là có đều là do ý dẫn đầu, tâm và ý dẫn đầu. Thì như tâm sở tư mà đi trong những cái tâm thiền vô sắc sắc giới và vô sắc giới này thì cũng là tạo ra những cái hành động là bất động hành đó. Thì như vậy thì cái câu mà khi thân tạo ác nghiệp hoặc thiện nghiệp này thì chỉ có thân nghiệp là không có đúng ạ. Con xin được trả lời như vậy, có gì thì mong thầy chỉnh sửa thêm cho con ạ. Đúng rồi quý vị. Alo, đúng rồi. Đó, em ru rồi nha, em ru. Đúng không? Gần đúng. Khi thân tạo ác nghiệp hoặc thiện nghiệp thì khi đó có bao nhiêu loại? Tôi cho có người làm cai nói lại xíu cho rõ có bao nhiêu loại nghiệp. Nói xíu nữa lấy điểm đoạt giải quán quân luôn. Mời Pháp Nguồn Lào Cai lên bổ túc thêm cái nữa lấy giải quán quân rồi. Dạ thưa thầy, là có ba cái hành động như là không phải là ba bất động hành mà là ba cái hành như là còn lại quên phi phúc hành. Phúc hành và bất động hành. Dạ, con trả lời là như vậy thưa thầy. Thì phi phúc hành ở đây thì là những cái là tâm sở tư này đi trong
12 tâm bất thiện thì được gọi là phi phục hành, thì họ hành động tạo tác những cái nghiệp bất thiện đó. Còn tâm sở tư mà đi chung với những cái tâm đại thiện này thì với cả những cái tâm thiền này thì gọi là những cái tâm thiền sắc giới này thì gọi là phúc hành á, thưa thầy. Còn những cái còn tâm sở tư mà đi với những cái tâm vô sắc giới này thì sẽ gọi là bất động hành đó. Cho nên là có ba cái hành này, ba cái sở hành này thì con xin được trả lời như vậy ạ. Chứ không phải là do thân tạo thân nghiệp, mà là nó là do tâm ý đó. Con xin được trả lời như vậy. Tiếc quá, không lấy được giải quán quân, tiếc quá. Chút xíu là mời cô mấy ta coi coi có đúng không nha. Cô mấy ta rồi. Cô mấy ta giơ tay lên chưa? Rồi mời cô mấy ta ráng lấy 10 điểm, cô mấy ta bấm nguồn lò cai bắt hụt rồi. Cô mấy ta lên kìa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 6. Khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp, thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng? Dạ, khi mà thân tạo ác nghiệp hoặc thiện nghiệp, thì con nghĩ là không có phải chỉ có thân nghiệp không, mà phải có ý nghiệp nữa thầy. Và nếu mà thân tạo ác nghiệp thì sẽ tạo ba cái nghiệp ác về thân, đó là cái thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Rồi về khẩu thì là nói lời nói dối, nói lời hung ác thật, nói lời phù phiếm. Rồi về thân khẩu ý, ý nữa thầy, là ý thì có tâm ý ác, sân ác, tà kiên ác. Rồi bây giờ nếu mà tạo nghiệp thiện á, thì đó là tạo nên cái phúc hành, là do tâm sở tư đồng sanh với các tâm sở, đồng sanh với các cái tâm thiện, dục giới và vô và sắc giới, tạo nên cái phúc hành. Và nếu là cái tâm sở tư, tức là đồng sanh với một trong cái bốn tâm thiện vô sắc đó, thì sanh ra bất động hành. Và con nghĩ là con thêm một phần nữa là khi thân tạo ác hoặc thiện nghiệp thì khi đó chỉ có thân nghiệp phải chăng, thì con nói là không phải chỉ có thân nghiệp mà có ý nghiệp là như vậy. Và con xin thầy chỉ dạy thêm. Ơi, xa thú, xa thú. Nên nhờ có câu cuối cùng, câu chót mới gỡ điểm được chứ thôi nói vòng vòng lát thật lắc rồi. Thân tạo ác nghiệp, ta đang thân thôi, cái thân mình đang làm cái thân
thân tạo ác nghiệp hoặc là tạo thiện nghiệp, thì khi đó chỉ có thân nghiệp, phải chăng? Thì nó không những có thân nghiệp mà nó còn có ý nghiệp, có cả hai ý và thân ha, ý nghiệp và thân nghiệp. Rồi mình nói vòng 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 lát nó đi xa quá, đặt lắc luôn. Đang nói thân rồi nha, chứ không nói khẩu, nói khẩu vào chi, nói lên bất động hành chi nữa, nói tùm lum thật là. Đó, có cả ý nghiệp chứ không phải chỉ thân nghiệp. Rồi còn người ta nhờ câu cuối cùng gỡ dấu cuối cùng đoạt được 10 điểm, giành được 10 điểm là xa thứ xém xíu tiêu. Nói vòng vòng là tiêu à, nói vòng vòng là thật lắm. Rồi còn nữa, còn mấy câu nữa hôm nay cho câu hỏi không, để cho quý vị ai được nhiều điểm nhất ha. Câu mấy ta là được nhiều rồi, 25 ha, câu mấy ta được 25. Sắp nguồn Lào Cai là 15. Câu Mai được 15 ha, câu Mai được 15 ha. Vậy là cô mấy ta đang dẫn trước nha. Rồi câu 7. Một người đang ngủ. Một người đang ngủ chim bao thấy mình đang rượt đuổi đánh người khác. Mình đang rượt đuổi đánh người khác, như vậy người đó tạo thân nghiệp hay là ý nghiệp? Rồi, tạo thân nghiệp hay ý nghiệp rồi, dành là tranh thủ nha. Rồi, mời cô mấy ta lên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi số 7. Một người đang ngủ chim bao, thấy mình đang rượt đuổi đánh người khác, như vậy người đó tạo thân nghiệp hay ý nghiệp? Dạ, con xin trả lời là về cái loại chim bao đó, thì không có tạo nghiệp gì hết, cho nên không có tạo thân nghiệp hay ý nghiệp gì hết, thưa Thầy. Con không biết là có đúng hay không, xin Thầy chỉ giải ạ. Và con xin trả máy lại cho Thầy. Đúng không quý vị? Đúng không? Alo, đúng không? Xà thú là 10 điểm nữa ha. 10 điểm nữa là bao nhiêu rồi? Không biết bao nhiêu rồi cho Nguyễn. 35 điểm hả? Wow, là ngon ha, 35 điểm ha. Xà thứ. Rồi. Câu số nãy số mấy này ha? Câu số 8 hay tới câu số 8 ha. Câu số 8. Tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời? B. Hoang tưởng. C. Là mơ tưởng. D. Cả ba sai. E. Cả ba đúng.
À, đúng rồi, đâu ai rồi, lên câu đấy quá à, lấy 10 điểm rồi bổ túc nhưng pháp luật là cái lên đấu với cô bà ta cái được 25 rồi còn trúng con này cái là bằng rồi đó. Rồi mà thầy pháp luật là cái cái dạ thưa thầy, tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời, tưởng tượng, hoang tưởng, mơ tưởng, cả ba sai và cả ba đúng. Dạ thưa thầy, thì những cái tưởng này thì nó đều là không có thật, cho nên là cả ba cái tưởng này đều là nó đưa đến sự tai hại cho đời, là con xin được trả lời là đúng. Dạ. Rồi, chưa được rồi, chưa giành được giải quán quân rồi. Cô mấy ta muốn lên không? Lấy điểm nữa không? Cô ta lấy thêm 10 điểm nữa là đoạt giải luôn á. Suy nghĩ giúp người ta. Dạ thưa thầy, con xin gợi ý cho lớp cho nó hào hứng ha. Như thầy họ nói cái câu này, tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời, một là tưởng tượng như tưởng cá, như tưởng voi, quan tưởng thì như đi lang thang, còn mơ tưởng là mơ tưởng gì, mơ chúng ta mình nhìn nhìn chiếc xe đạp mà mình tưởng mình chạy chiếc xe hơi, mấy cái này con chỉ góp ý vậy thôi. Dạ, con xin chúc mít ta. Rồi, con Hồng Mai lên giành giành 10 điểm cho bằng ý ta có con Hồng Mai. Hồng Mai nữa. Rồi, mời con Hồng Mai. Dạ, con xin đọc câu hỏi của số 8. Tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời? A. Tưởng tượng. B. Quan tưởng. C. Mơ tưởng. D. Cả ba sai. E. Cả ba đúng. Dạ, thì con thấy là D là cả ba sai, vì nghĩ những cái tưởng này thì không có đem đến sự tai hại cho đời. Thì con nghĩ là cái tưởng điên đảo á mới đem lại sự tai rồi. À, cũng chưa được lắm, chưa được đoạt giải được, chưa được lãnh được 10 điểm được. À, đúng bài đàng hoàng mới được. Cái ta sao bài của ta của ta chưa suy nghĩ ra rồi, quên hết trơn, học như quên hết rồi. Rồi mời pháp luân làm cái. Dạ thưa thầy, có phải là nếu mà trong cái tưởng này, sự tưởng tượng, sự hoang tưởng và sự mơ tưởng này thì theo con thì cái sự tưởng tượng và sự mơ tưởng thì cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì vì đến sự tai hại cho đời, mà cái sự hoang tưởng này thì nó mới đem đến sự tai hại nhiều ạ, bởi vì là cái sự hoang tưởng của người ta thì người ta sẽ như là cô gì đấy nhỉ? Vừa nói là cái điên đảo tưởng đó, thì cái sự hoang tưởng này nó là một trong cái điên đảo tưởng đó thưa thầy, thì cái sự hoang tưởng này nó sẽ là gây cho sự tai hại cho đời đó, vì nó hoang tưởng nó như là nó nghĩ về những cái sai trái đi đó thưa thầy.
nó sẽ hành động những cái việc sai trái. Dạ, con xin được trả lời như vậy. Chưa được. Nói điên đảo tưởng là mình nói chung chung vậy ta, phải có chi pháp rõ ràng. Còn ai nữa? Rồi, mời Chánh Tâm coi. Dạ thưa thầy, con nghĩ câu này, con nghĩ là chắc chị Nhung chị biết á. Chị Nhung biết á, tại vì theo con biết con học chi pháp á, thì giống như trong tưởng á, thì nó có ba tưởng. Thì mình học á, mình thấy một là tưởng đúng, hai là mình tưởng sai, ba là mình tưởng điên đảo. Mà trong cái câu này thầy đưa ra toàn là, con thấy toàn là tưởng sai con à. Toàn là tưởng tượng, quan tưởng và mơ tưởng là tưởng sai. Còn nếu mà nó tưởng đúng với tưởng điên đảo, mà trong này cũng không có tưởng đúng và tưởng điên đảo là như thế nào? Con nghĩ là cái câu này con nghĩ chị Nhung chắc biết chi pháp đó. Em mời chị Nhung nha, chị Nhung lên giải thích giùm ha chị Nhung. Dạ em xin xuống bếp ạ. Cái này thì con tưởng mà đem đến sự tai hại trong đời là tưởng điên đảo và kiến điên đảo, đó là tâm sở tà kiến. Dạ con cũng quên, nó có ba cái tưởng mà nên đem đến tai hại cho đời, nhưng mà con chỉ nhớ có hai là tưởng điên đảo và kiến điên đảo, còn một cái tưởng thứ ba nữa là con quên rồi thưa thầy. Dạ. Con kính nhờ thầy bổ túc để con nhớ, con kính tri ân thầy. chưa được. Còn mấy ta ráng rồi mấy ta, còn có chút xíu nữa là giật giải quán quân luôn rồi mấy ta, nó mất rồi, học lâu quá chắc quên hết rồi. Nhắc nhở là Tina mời Tina. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà cô tu nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Dạ câu số 8 là tưởng nào đưa đến sự tai hại cho đời, tưởng tượng, hoang tưởng, mơ tưởng, cả ba sai, D là cả ba sai, E là cả ba đúng. Dạ cái tưởng tượng mà để làm hại đến cho đời đó là dục tưởng, sân tưởng và não hoại tưởng, thì nó làm cho cuộc sống nó bị đau khổ, bị bất lợi. Dạ. Thì đấy là câu trả lời của con thưa thầy. Xà thú hay quá vậy ta, Tina hay quá vậy ta. Có ba di pháp rõ ràng, dục tưởng, sân tưởng và não hại tưởng, nó mới làm hại cho đời ha, nó rõ ràng ha. Rồi vô cô Meta không bắt được cái này, nhưng mà giờ cho điểm nãy giờ nhiêu rồi Chánh Tâm, cô Meta nhiêu, Meta 35 phải không, cô Meta 35 còn pháp nguồn là cái nhiêu, pháp nguồn là cái 25, còn Tina nhiêu thì nay 25 luôn. Wow, à, vậy là cô Meta là đoạt giải quán quân rồi, thì nay có 15 hả? Rồi hôm nay cô Meta là cũng đoạt giải quán quân ha, đứng đầu lớp ha. Sao nó tặng bông cho cô Meta đây bây giờ. Hôm nay cô Meta giỏi quá. 35 điểm mà đoạt giải quán quân như này ha. Rồi sao cô Meta. À, do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, sức mạnh, trí tuệ và sớm thành tựu chánh trí, đồng niệm nhau có thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin trả mic lại cho MC. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con chúng con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc thầy luôn được an vui. Con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp.
Untamange na vandeham padapan sung varuntamang punteyo kalito dosu punto kamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi chân dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Untamange na vandeham tham văn cha du vi thăng hóa răng tham mê yo khali tu du su tham mô ca ma tu tăng mạc măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Untamange na vandeham sankhan cha du vi thon ta măng sankhe yo kali to do so sankho kamatu tăng mạc măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức tuệ đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ pháp. Con kính dạ, con xin phép được hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti wi ha ra wa si ni thu phe ka re bu ti ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu bu chi ta son thinh ka ron te tha wi ha ra man da le thế ra cha man cha na wa ka cha vinh ka wo Saramikada napati upasaka gama cha desa nikama cha insara sampana puta sukita pawantu te cha la puja ye cha pit cha andam sampawa sangse da cha ta atawo pakatika niyanikang thamma warang patin cha te sampe tung khan chắc cả hồn tu sẵn khá dân tha tư chế răn sa tăng thẩm mô thẩm man tha ra cha bung ca la sẵn khô hồ tu sa mắc ngô hoa an tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sẵn thẩm mô sampe vi thẩm ma cha ri nô buồn thình sa ma phu này ya ma thẩm ma ri yam pa wa pa